sao cho rã rời. Nè cô ba, có thương thì cô cứ nói ra để tôi biết, mà còn chuẩn bị cao trâu băng quả để mà mang quá. Nếu mà cô ưng á thì mình tiến tới, sang năm tôi nước cô về làm hôn thê. Cái cuốn làm ăn bấy lâu chỉ một bình, tụi nhỏ nó cứ hỏi là tôi cũng nông ghê. Gắn lại một bên nào tôi cùng nâng chén, chúc tôi về chồng số một đời vàng son. Hạnh phúc trên đời mấy ai mà có được, chỉ mong cho tụi nó quen qua cùng càng con. Cô dâu xinh xinh ai cũng khen tinh nết ngoan hiền, khi yêu anh hứa sang năm xin mắt xin ba la nước em liền.
Dòng cơn uống quanh công công bắt nhịp cổng tre băng qua cánh đồng. Theo anh thăm luống rau thuở xưa ngoài trồng. Em như nắng hừng đông, chờ một mái áo gấm theo chồng. Câu hò trao duyên anh hát đưa, thuyền tình mình ra khơi. Người con gái quê như em ai nhìn là ưng muốn thêm dấu hiền. Trên tay mấy lá trầu xanh ướt mềm ngoài cười. Bay giống tia má tụi bay, thời tiêu thốn nhưng có tâm lòng. Này chung nhà chung đôi manh chiếu ngọt, bùi tình không cô liêu. Mãi bên nhánh sông này, đò đưa dâu, anh hát điều ly quá cầu. Thương nhau cho đến khi tóc xanh bạc màu. Đèn lớn chung trà trong, cơn tơ hồng qua ngàn bão giông. Mình ơi, thủy chung một lòng. Con gái quê như em ai nhìn là ưng muốn thêm dấu hiền. Trên tay mấy lá trầu xanh nước mềm ngoài cười. Bây dòng tia mà thôi hôm nay đi chuyện gì quý vị của một phần nào đó đó là tình yêu hương vị khách dành cho đồng trẻ chúng ta ngày hôm nay. Tôi ước xin mời phép thay mặt cho anh em dịch vụ nấu út đựng và dịch vụ nấu ăn út đựng xin gửi tới quý vị một lời cảm ơn chân thành đã dành chút thời gian không quản ngại đường xá xa xôi để chúng tôi cùng với gia đình giúp cho quá trình tiếp đón cũng như là tiếp đại có điều chi sơ xuất. Chúc mừng quý vị vui lòng vì tình thương mến thương của gia đình mà rộng lòng bỏ qua cho. Và xin mến chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bạc ngầu nghĩa phu thê, giống như trầu quấn lấy thân cao. Chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Chúc quý vị có buổi tiệc thật là vui tươi và ngon miệng. Và cũng ngay như phút ở đây không để mất thời gian nhiều hơn nữa, xin ngày hát mừng thành phố đôi do anh em nhạc sống Út Đường thực hiện. Xin mời phép được bắt đầu. Tương lai đến khi tóc xanh thay màu miếng xám.
đầu cánh đồng, trầu cao xe hoa đưa người ta đi về nơi la la la. Anh muốn nói là vui quá đa la la la. Yêu yêu là yêu suốt đời, yêu là yêu hết mình, cùng trò chuyện chứ tình chứ tình chứ tình. Vui vui là vui quá đa, vui là vui quá xa, vì mình ở chung nhà. Này người em yêu thương ơi, mình yêu nhau cũng mấy năm trời, lâu lắm rồi mà sao anh vẫn chưa ngó lời. Mộng lửa đôi thiệt chứ. Giờ thì anh ơi tính sao đây, chừng nào đôi ta cưới nhau, hay là anh sang nhà em tính chuyện đôi mình. Chọn ngày anh qua rước dâu, ba mẹ em không khó đâu, mâm trà khay rượu thêm vài miếng cao. Ông ta bà nguyệt ta nói cho nhân ta thành đôi, giấc mơ tuyệt vời sẽ hạnh phúc trong đời. Mai đây em sẽ cố gắng cùng anh chăm lo tương lai, đến khi tóc xanh thay màu.
sao chúng quê yên bình, giọt phù sa đắp chung ân tình, ngọt ngào hương thơm lúa non bao ngày nuôi ta lớn khôn, một đời bên nhau sắc son, câu chung thủy trăm năm vẹn tròn. Thương gọi thì cưới thôi, thiệp hồng ta có, đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang trọn đời, nhau môi mình hết ly một lời xin khắc ghi, tương lai ngày sau chăm lo cho em đẹp lòng như ý. Rộn ràng đám cưới, anh em hò hàng đông vui, mong cho tụi mình nên đôi trăm năm hạnh phúc muôn đời. Một lòng thề nguyện gắn bó, răng long bạc đầu kéo sân, từ giờ về sau em đây đã có anh kề bên. Lên hỏi ông trời là thương em quá ngỏ lời được không, ông trời kêu có thương thì nói chứ đêm nằm gối tương tư nặng lòng. Anh là trai miền Tây thật thà chất phác, để thanh niên nghiêm túc đâu có bê tha, nhưng hôm nay trời chẳng thành gió mát, ngân nga vài câu hát tâm tình đôi ta. Thì thôi anh nói ra hết em ơi, rằng từ lâu anh kết em rồi. Dù ngày mai sương gió gian khó, xin hứa sẽ mãi chăm lo. Thế giới đổi thay nhưng trái tim thề nguyện không đổi. Thương rồi thì cưới thôi, thiệp hồng ta có, đôi cao xanh cầu thắm, hai đứa tay nắm tay đang còn đời, nhau môi mình thật ly. Yeah.
Đoàn rộn ràng tiếng pháo anh rước em về dinh, cột chặt sợi dây tơ duyên bằng chữ thương chữ tình, tuyệt vời hạnh phúc khi ta đón một thằng con xinh. Anh đẹp trai em thì đẹp gái, ta đến bên nhau đâu có gì là sai. Xóm dưới làng bên ai cũng hỏi thăm, bao giờ hai đứa mày tính chuyện trăm năm. Em gật đầu đồng ý là anh cưới luôn liền tay, chờ để lâu ngày rồi lắm cái dèm pha. Tính anh chất phát thật thà, thương em thương nhất mà. Mình về thứ ba thứ má để hai nhà kết tình thông gia. Em là cô dâu đẹp xinh trong ngày du quy đôi mình, đùng đoàn rộn ràng tiếng pháo anh rước em về dinh, cột chặt sợi dây tơ duyên bằng chữ thương chữ tình, tuyệt vời hạnh phúc khi ta đón một thằng con xinh. Ta đến bên nhau đâu có gì là sai. Cái gì nữa? Xóm dưới làng bên ai cũng hỏi thăm. Ê, bao giờ hai đứa
mày tính chuyện trăm năm. Em gật đầu đồng ý là anh cưới luôn, liền tay chờ để lâu. Cho đất ban lưng cho trời, khôn ngoan nhưng anh chất phát thiệt tha, làn da mặn mà anh là công tử miền Tây. Ngày nào cũng lấy bốn bánh ra đồng chăn rau, dù nghèo mà chắc trai phố không bằng anh đâu. Còn gì mà tính không lấy anh thiệt mau, chớ đầy lâu còn tim anh âu sầu. Lấy
lấy trai miền Tây, hạnh phúc ngay trong tầm tay. Lấy trai miền Tây, em sẽ sống vui mỗi ngày. Lấy trai miền Tây, đi em cưng giờ lắm em ơi. Lấy trai miền Tây, người yêu em đời đời. Lấy trai miền Tây, cho em ngủ nướng tới trưa. Lấy là lấy liền tay, đi em ơi chần chờ chi nữa. Lấy trai miền Tây, đi em chăm chỉ lắm em ơi. Lấy là có tiền ngay, về nhà cùng nhau say. Ok em ơi, anh bắt thang hái ngọn trầu vàng, cho cái đám trai làng được biết tin nàng lấy chồng miền Tây. Nếu lấy anh về, anh thề một lòng yêu em. Em như hoàng hôn, chỉ chiều mới có em. Mình cùng về miền đồng bằng phù sa, chính cửa sông cứu long chạy qua. Đất mênh mông cò bay lá lơi, nhà anh cơ ngơi ba đời làm giàu nhiều phen. Bùng lắm tay chân, làn da anh đen nhưng trên người anh đầy vàng. Ngày nào cùng lái bốn bánh ra đồng chăn đâu, dù nghèo mà chắc chai phố không bằng anh đâu. Còn gì mà tính không lấy ăn thiệt mau, chớ để lâu con tim anh u sầu. Lấy trai miền Tây, hạnh phúc ngay trong tầm tay. Lấy trai miền Tây, em sẽ sống vui mỗi ngày. Lấy trai miền Tây, đi em cưng giờ lắm em ơi. Lấy trai miền Tây, người yêu em đời đời. Lấy trai miền Tây, cho em ngủ nướng tới trưa. Lấy là lấy liền tay, đi em ơi chần chờ chi nữa. Lấy trai miền Tây, đi em chăm chỉ lắm em ơi. Lấy là có tiền ngay, về nhà cùng nhau say. Hôm nay ai lắm xe rước dâu đến trước nhà nàng, hoa pháo loa kèn cô bác họ hàng chúc mừng rầm beng. Đám cưới tưng bừng trong làng mọi người đều khen. Lấy người miền Tây ấm no đời đời. Lấy trai miền Tây, hạnh phúc ngay trong tầm tay. Lấy trai miền Tây, em sẽ sống vui mỗi ngày. Lấy trai miền Tây, đi em cưng giờ lắm em ơi. Lấy trai miền Tây, hứa yêu em đời đời.
ông kề bên có anh vui buồn mình chia sẻ. Tổ chức ngày mai là nó gả con gái nó về nhà chồng. Trước khi mà nó gả con gái nó về nhà chồng thì nó cũng ra cái lễ để nhớ đến ông bà, cái người mà có công sinh thành và nuôi dưỡng nó lớn khôn. Bây giờ để tiếp theo thì giờ vợ chồng có hai tụi bay nói đi. Ngày vợ chồng con con năm 10 năm nữa còn lâu lắm. Vợ chồng con xin cảm ơn cô chú bác đã chỉ dạy cho con và đến dự buổi lễ của con ngày hôm nay. Nếu mà hai vợ chồng con có gì sai sót, con xin chú bác nội ngoại xin bỏ qua cho hai vợ chồng con. Rồi vậy được rồi, bây giờ cứ rớt vậy luôn rồi. Bây giờ cái sơ sót mình tính sao, hiện nay là mừng cho cháu nó ngoại 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 chứ đi mà ngoại chứ đi.
giờ nay cũng gả con, người con gả con hết trơn. Giờ phải chứng minh không phải đâu, cho chứng nhận liền. Dạ con nè, tới ông ba nè. Ông ba để phòng xá ông hai không? Hả? Xá ông hai không? Ai? Xá ông hai không? Hai em đúng ngang giờ thì đúng ngang rồi đó, xá ngoại con. Xá ngoại con. Bây giờ vậy nè, đáng lý ra nếu mà nhà có vợ chồng bé hai á, mà nó có thờ cúng một bà nào trên, mình ra làm cái lễ tông cu để cho cháu lại ông bà nó trước khi lên nhà chồng. Nhưng mà cái này thì vợ chồng nó cũng chưa có chưa có giờ hoặc là có điều kiện để thờ cúng bà. Thì trời ơi, bây giờ là chế cái vụ xá cái lễ tông cu. Bây giờ cho bé Dư nè, giờ con xá ông bà, xá hoặc hai xá thôi. Đó, rồi. Hai xá thôi con, rồi. Tới cái phần là gọi là chưa vậy? Hả? Chưa chết hả? Ủa hả? Vậy đấy. Bây giờ tới cái phần tặng quà. Ủa này nó để chút cháu là 100 năm. Có chơi ngủ không à? Bây giờ xin trước là các ông các bà, sau đó là các cô chú anh chị cậu mợ chú thím, rồi anh chị bà ngoại chứ bà ngoại. Ông ba với đứa họ bà để cái hộp lên đây, hộp đây nó mở lên được cho 100 năm hạnh phúc ha. Tôi cũng có chút đỉnh quà để tặng cho hai khỏi rồi, được rồi, lễ lộc quá mệt lắm vậy đủ rồi. Để ông bà trước hết rồi tới cái vàng tư nữa. Cứ mà tư đi dặn hết, tao kết thúc trận đấu rồi. Dạ mời đi. Tiền để rồi ông bà hết chưa? Rồi xin mời là chú bác, thầy cô, cậu, mợ, thím gì đó. Ông sáu, ông bà sáu rồi không? Ông sáu nhé. Rồi giờ tới cô cậu chú bên ra bác. Cũng có tổ chức ngày vui gả cháu con cũng vậy, hai chồng có món quà tặng cho hai cháu nó trăm năm hạnh phúc nè. Không thôi được rồi đó. Rồi cậu Tư đâu có mặt với con thì hai gả có gì hơn thì tặng cháu nó kỷ niệm. Bây giờ tới giờ cậu nè đây. Cậu Nam. Cậu Nam, cậu Nam. Cậu Nam đọc tên sốc cậu. Cậu Nam, cậu Nam. Áp 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 chỗ đâu? Áp cháu thì cậu Nam thì nói chung là cũng có món quà nhỏ rồi gửi cho đứa cháu thì chúc cho hai cháu được trăm hạnh phúc. Rồi cậu Nam với mẹ Nam rồi gửi cho con. Chúc cho con trăm hạnh phúc. Dựng Tư cũng chúc là con mạnh khỏe thì khi con về con chờ chồng để gán ba tháng cái này gì bộ hoa ai có biết nhà ông không biết ông hỏi tôi chờ giống ví dụ cho Dựng Tư uống cái dính cái ly lại mát con chắc lưỡi cái gì hiểu hiểu như ý thằng bình trước nè để chú kiểu không ngày vui là con không muốn làm giờ chơi con dưỡng gì nữa cô dưỡng gì con Nam con Nam con Nam tới con Nam con Nam bà con Nam hôm nay là cháu đi lấy chồng à, tôi không đi nói chuyện thôi giờ tôi chỉ có món quà nữa à, tôi để cháu đi đâu sáu tôi
nói hạt hạt không nói ông sùm hôm qua nó ông sùm luôn. Chặt mày, chặt mày. Nhớ bây giờ với đây là cuốn cho mồi đi. Cuốn cho mồi cuốn. Phải thể hiện cái hung nó được rồi. Sao các cô, các cậu, các cô hai với cô ba lấy con nhân vật đóng chiếc đây, hả chú nhận này là hai chú cô tư con á, một cháu này kia là thôi là gỡ con kê trời ơi đây. Cho hồi lúc sống á, lúc nó bệnh á, cái nó trở cho bé Như mày nhớ. Vậy còn ai nữa không? Mấy hai chồng mấy hai gãi bé Như thôi em. Cậu ba cũng có gì có quà cho con. Con quà bà. Con trăm năm hạnh phúc. Chị ba uống đi rượu, dịnh đi con, dịnh gì đó thôi. Thích lại gần nhau coi. Nay là ngày cháu nó xuất giá, em cũng không có gì hơn, này là chỉ có chút quà nhỏ để gửi cho anh chị và cái cháu, coi như là mừng cho nó đi theo chồng. Rồi nói chung là em cũng không biết nói gì hơn là trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai đứa nó văn long đầu bạc. Nhìn vô má con. Dạ. Nhìn vô má. Còn ai nữa không? Mày kêu coi còn ai nữa không? Ai nữa không? Còn ai xấu không? Không mấy bạn à. Nghe không mấy bạn hả? Nhất tiên là cảm ơn ông bà, cô chú, cậu mợ. Hôm nay là ngày vui của con thì con cũng đến đây thì cũng nó thế nó chứ nó nói được hả nó nói được thôi vậy cô mày nói thơ vậy mày dạy nó thơ thì bây giờ nó bưng ly vụ này nó tạ lãi lại giờ nói đi ông nói cảm ơn á bà lại không xin cảm ơn ông bà cô chú những thời gian tới để mà chú cô bác đó ít nhín thời gian nữa đến chúc phúc cho con rồi đó rồi ông bà trời mày dạy nhiều quá tao nó nói nổi luôn nhớ chồng nhớ nổi. Sao anh dưng như không có chuyện gì? Em đây mong mơ suốt ngày trong ngóng trong. Mình cùng nhau đắp xây ân tình ta thắm duyên mặn nồng. Chờ nắng lên đồng đây hương mùa đua chín rồi anh. Đã bao mùa trăng sao anh còn chưa dám ngó lời? Em đây hiền ngoan muốn theo cùng anh khắp trần gian. Anh ơi ngày chi nói đi câu nói yêu nàng. Người yêu em mà sao